Dạ, Vũ An Giang xin chào bà con trên YouTube nha. Hiện tại vô được 3 cây quay y, hàng mới chưa sử dụng nha, được 3 cây, không có số lượng nhiều quá. Hôm giờ anh em đặt cũng gửi đi một số, còn lại 3 cây mới về. Yên quay y, hàng mới, đắt 209 nha. Anh em dán vô mút tốt, mút xịn, da xịn, đế xịn dày. Anh em gắn vô full Chanel, kim, GT, FI, full GX. Như dòng xe đó là được đó ha. Với quay y mẫu cũ đời neo á, đời mẫu Chanel á là được ha. Tại cái yên này là cái yên quay y đời mẫu neo á. Da mình da hộp. Mút rất là tốt nha. Anh em để lên cái tay lên là biết cái mút tốt mà ha. Rất là tốt. Nè hộp mà. Cái da hộp á thì nó im hơn cái da trơn. Cái da hộp kia mà anh em ngồi đi xa thì nó sẽ bị thoáng hơi, nó được cái thoáng hơi, nó ít cái độ nóng cái mông mình lên ha. Còn cái da trơn á thì mình ngồi lâu nó không có thoát hơi á, thì nó sẽ nóng cái mông lên. Nhưng mà cái mướp này rất là tốt, tại mướp Thái mà khi mà anh em đi á, anh em đi xa á thì nó sẽ giảm cái độ mỏi mông ha. Anh em nào mà bị thoát dây địa điểm mà kinh tọ nó mua cái này xài á. Đây, rất dày dung ha, da hộp rất đẹp. Da hộp này nè, ta thiết kế nó có sự thông minh trong đó đó. Thì hiện tại hôm giờ cũng bán được, cái này được còn 3 cây. Anh em nào chốt nhanh tay gửi đi hết ha. Đắt 209. Thì anh em nói cái dòng phu chà neo đó thì gắn vô được hết, còn dòng phu chà 2 gắn vô. Cái sự mà bấm cũng rất là sắc sảo ha. Yên thì dày, mướp thì tốt nè. Cái độ của anh ta là nó cứng, nó không mềm nhũng nha. Chá chứ. Quá chá à, sao coi. Cứng nó không có mềm nhũng. Chế độ nọ bấm không cắt thì sắc sảo ha, bằng thẳng hàng ha. Đó, bằng thẳng hàng. Còn ở tiệm ở đây mình bấm sao bị cong ra cong vô rất là nhiều. Đó. Da này, da hộp rất là tốt nha. Mới. Rồi bao im, hàng mới mà. Bao im bao ngon. Nó giá 1.8 triệu cây ha, chưa tính phí ship nha bà con. Thì anh em nào mua thì alo Vũ ha. Rồi xin chào bà con nha.